Dù nỗi buồn của bạn mang màu sắc nào, thì vẫn mong một ngày nào đó thật gần, bạn sẽ để lại nỗi buồn trong lòng ấy trôi đi qua tay. Vì có thể chúng ta đã nhìn ngắm và day dứt nỗi buồn quá lâu, để nhận ra vẫn còn rất nhiều những niềm hạnh phúc an yên khác trong những phút giây hiện tại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.